Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi loại tám game. Các bạn mình khám phá từ game đầu tiên nha. GTA ra, let's go. Francis 192, ok. Street home, at least it was before I fucked everything up. You want to drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me, it's not cut. Keep the value in it, keep it real. Ballers! Drive-by! Incoming! Oh, motherfucker! My car! We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Either you ain't forgotten that. Follow my lead. Let's go. Takes you back some, huh, CJ? Yeah! Things has changed around here. CJ, watch your back around here, man. How'd it get so bad? This was family's turf. Yeah, it's Temple Drive family. We don't roll with them no more. Oh my gosh. Okay, tiếp tục nào. Move it, CJ, move it! Shit, a baller's car's onto us! Split up! Keep up, motherfucker! Let's go. You just a liability, CJ. Why you bother coming back? Straight back into the game, right, dog? Was it this bad before you left? East Coast got you all thinned out, home! Move, you wanker. Pick it up, baby mom. Come on. Hey, man, where the weed at? Oh my god, mình đã bị leo. Anh chàng xanh kia thì vẫn chưa đi. Đi đâu? Chạy thôi. Các bạn phải đi theo anh chàng này. CJ, you can't keep up with the fat man.
I got with them motherfuckers though. Sold them niggas. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. Let's go. Hey, so there he is, huh? I got you a nice little place to stay, This is it, Tony. Home sweet home. Okay, mình sẽ vào trong này. Bắt không? Đây là nơi New Game. Và đây là khu thay quần áo. Mình sẽ thay một bộ đồ không lên. Let's go. Take me to my place. Apartments cost money. Okay, và các bạn sẽ làm nhiệm vụ ở đâu thì các bạn sẽ được tiền ở đấy, sau đó thì các bạn sẽ mua trang phục của mình, còn là các bạn sẽ bòn tiền và mua một căn nhà. Okay, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, GTA Vice City. Let's go. Okay. Grand Theft Auto. Sammy Vicetti. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. You got ID? Thank you.
What's the password? You Charlie? Sit on my knee. Go get some sleep, he says. Give me an ID. Okay, sau đó thì mình sẽ đến quán quần áo kìa. Và bây giờ thì mình sẽ xem có xe nào ngon không. Let's go. Sau đó các bạn sẽ đến điểm màu hồng kìa. Các bạn có thể đi xe máy này, đi xe ô tô. No, my bike. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng Anh tiếp theo. Cứ theo bà. Let's go. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Place right here. Let's get off the street and find the danger close. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I could probably get you some work. Come on, let's head over there. Let's go around the back and use the service door. Thank you.
Let's go. Hi, I'm Missy. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng Anh. Francis, let's go. Chiếc xe này cũng khá là đẹp. Rồi. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Need for Speed, Most Wanted. Let's go. Thank you.
Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Need for Speed, No Limits. Let's go. So let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. CR Rushing High. Tiếp tục là các bạn cố gắng cày tiền, sau đó thì sẽ mua cho mình một con xe thật là ngon.
mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.